Nói chung là con dâu hướng dẫn đi, mẹ chồng làm cho cháu ăn. Cháu ăn lúc mấy giờ đi, mẹ cứ theo rồi mẹ cho ăn. Nói chung là bữa nay đến Tết là về. Tết là về. Tết là cháu được một nô. Là sau, nói tới nói là bỏ sau vào trong nồi mà luộc. Thì con hắn hiểu, con hắn cứ xa xa bình vẩn, hắn này không biết mẹ nói gầy nhưng mà con hiểu. Thôi giờ cho nó gọn đi, thí dụ như mẹ em nói chuyện với anh thì dạ, thông qua phiên dịch là em. Dạ. Nếu anh nói chuyện với mẹ em thì cũng thông qua phiên dịch là em. Tôi tên là Nguyễn Thị Thủy, năm nay là 50 tuổi, quê ở Quảng Bình và chăm cháu ở Sài Gòn mới được 2 tháng. À, chăm cháu là chắc em mới đẻ dạ, đúng không? Mẹ em vào Sài Gòn để phụ chăm em bé cho em để mà em đi làm. À, dạ. Bây giờ mình ở quận mấy? Hiện chị ngắp. Hiện tại thì gia đình em ở quận Gò Vấp. Thôi giờ cho nó gọn đi, thí dụ như mẹ em nói chuyện với anh thì dạ, thông qua phiên dịch là em. Dạ. Nếu anh nói chuyện với mẹ em thì cũng thông qua phiên dịch là em. Dạ. Cho nó dễ luôn đi ha. Dạ. Em là ở quê dạ, đâu? Chào anh Quyền Linh, chào chị Lê Lộc và chào quý vị khán giả. Em tên là Bích Ngọc, hiện tại thì là 27 tuổi. Quê thì em ở Nha Trang nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Hiện tại thì làm dâu của mẹ thì cũng chỉ mới đây thôi, được gần 10 tháng. Làm gần 10 tháng thôi nhưng mà hiện tại thì em đang có em bé được 8 tháng rồi. Cái ngày đầu tiên mà mình gặp con dâu này đó thì mình cảm nhận như thế nào? Thì ngày đầu tiên mà gặp con dâu đây là tôi có vợ, tôi có vào Sài Gòn cưới cái thằng thứ hai á, thằng con thứ hai này. Anh đây là con dâu đâu. Khi đến thì gặp con bé này trong phòng trò với con trai đâu của tôi. Thì tôi nhìn xong tôi nói với thằng con này là con yêu con bé đâu à? Hẳn này không, bàn của con đó, con mượn bàn về nấu cho ba mẹ ăn. Lần đầu tiên là tôi gặp rửa. Tháng 6 một thời gian coi như đi cưới là tháng 6 mà đến tháng 10 thì tôi nghe một tin là con em dú là điền về nói ba mẹ, là nói là ba mẹ có một tin vui. Thì hỏi là hẳn này tin vui chi, bé nói cho ta biết với. Hẳn mới nói là chị Ngọc có bầu 6 tháng rồi mẹ nó. Thì khi này tôi cảm mừng mừng cả là hồi hộp. Tức là gặp là biết tin luôn. Dạ, là lúc mà mẹ gặp em với là em gặp mẹ là lúc đó là mẹ vào Sài Gòn để mà đi làm đám cưới của thằng em trai. Em trai. Dạ, thì lúc đó em gặp mẹ thì ấn tượng của em là nhìn thấy lúc đầu thì mình cũng sợ, là mình nghe nói là người miền Trung hơi khó tính một chút xíu thì mình cũng hồi hộp, nhưng mà khi gặp mẹ thì thấy mẹ cũng hiền vui vẻ, nhưng có một cái là nhiều cái mẹ nói là mình không có hiểu được. Thì nhưng mà lúc mà gặp mẹ thì lúc đó em đã cấn bầu là được gần 3 tháng rồi, nhưng mà em giấu bởi vì lúc đó là đang đám cưới của thằng em thì mình cũng không dám nói. Mà trong khi đó thì gia đình em thì cũng vừa có chuyện buồn là mẹ em vừa mất trong cái thời gian đó luôn. Cho nên là trong khoảng thời gian đó có rất là nhiều cái sự việc mà lúc đó là em mang bầu, cho nên là em giấu. Thì tới tầm khoảng là em được 6 tháng, em bé được 6 tháng nhưng mà mọi người cũng không ai biết hết. Thì lúc đó thì em dâu nó mới biết tin, thì nó cũng có gọi về cho mẹ là mới báo là chị Ngọc với anh Tiến là có em bé rồi. Ba mẹ vui thì như vậy đó. Thì xong lúc đó thì ba mẹ mới xin số điện thoại của em từ em dâu á, xin số của em, xin Facebook của em để gọi vào để động viên, rồi nói em là cố gắng ăn uống để mà em bé khỏe. Nhưng mà lúc đó em có nói chuyện với mẹ nhiều không? Dạ không, thì lúc đó cũng em cũng không nói chuyện nhiều, bởi vì mới gặp, bởi vì mẹ nói em không có hiểu được. Đó là lúc đó là cũng khác biệt vùng miền, mẹ nói nhiều cái em không có hiểu, là phải nhờ ông xã em, là lúc đó là anh Tiến đó, là dịch lại cho em hiểu. Dạ, rồi về nhà làm dâu rồi sao ta? Về làm dâu thì lúc đó là em về sanh em bé, là lúc Tết á. Rồi về Quảng Bình luôn? Dạ, em về Quảng ở Bình để sanh em bé. Ở Tuyên Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tuyên Hóa, Quảng Bình. Tuyên Hóa, dạ. Lúc đó là gần Tết thì tầm tháng 12 âm lịch á. Thì là chỉ có một lúc đó là mình cũng sợ, là đó là lần đầu tiên em về nhà mẹ luôn, mà là em đi có một mình. Tại vì lúc đó là em bầu 36-37 tuần rồi. Mà tại vì lúc đó là gần cận Tết, mà ông xã lại về sau em một tuần, bởi vì lúc đó là bận công việc thì em mới về trước. Bởi vì nếu mà để gần Tết mà về thì lúc đó bầu 38 tuần thì cũng không đi tàu được, thì em mới về trước. Là lần đầu tiên mình đi một quãng đường từ Sài Gòn về Quảng Bình một mình. Mình rất là run, rất là sợ, không biết về sao đây, rồi ở nhà ba mẹ chồng như thế nào. Nhưng mà lúc đi trên quãng
đường là từ lúc mà ở nhà chưa đi là khuya rồi, là mẹ đã gọi điện hỏi là con chuẩn bị lên tàu chưa, rồi lên tàu rồi mẹ gọi, mẹ hỏi là con lên, nói chung là xuyên suốt từ quãng đường mà chuẩn bị lên tàu để về Quảng Bình là cả ngày cả đêm cứ nửa tiếng, 30 phút, một tiếng là mẹ lại gọi, mẹ hỏi thăm em. Nhưng mà cô ơi, khi mà mình chưa có công bố gọi là có con dâu con gì thì tự nhiên thấy một cái người bạn của con trai của mình đi về làng mang bầu 37 tuần á, dạ. Thì lúc đó bụng cũng bự rồi đúng không? To rồi. Thì về mình có sợ dị nghị của hàng xóm này kia hay là bên bà con là có dòng nói họ gì không? Đâu chắc khi này phấn khởi lắm, chắn rồi chứ gặp khi này là phấn khởi lắm. Phấn khởi ha, chuẩn bị đón chào một cái đứa cháu ra đời ha. À. Rồi khi mà em về nhà nội, văn hóa vùng miền nó đúng khác rồi, nhau lạ quá lắm. Chắc của mình cũng khó khăn đúng không em? Dạ, cái khó khăn thì không có nhưng mà chuyện vui thì nhiều lắm ạ. Chuyện vui như thế nào? Dạ. Kỷ niệm gì với mẹ? Thì cái khoảng thời gian về là em hay ngủ. Ở trong Sài Gòn này em ngủ dậy trễ, em quen 4 rưỡi 5 giờ là ba mẹ dậy. Thì mẹ thì quét nhà cho heo ăn, ba thì uống trà, còn mình thì ngủ. Ba mẹ cũng để cho ngủ luôn. Tới 8 giờ 8 rưỡi mới dậy đi ra. Thì thường là em đi ra em sẽ coi tức là ba hay là mẹ đi chợ về thì có múa gì không thì mình sẽ phụ rửa, lặt rau rồi rửa để chuẩn bị cơm trưa. Thì hôm bữa đó có đi xuống thì hỏi mẹ có phụ gì không, thì mẹ mới nói là ba mới đi chợ về thì ba có mua sậu. Ngay cái lộ đó con lấy sậu con bỏ vào nồi, con bỏ nát và con đi lọt. Mình cứ đứng mình không hiểu. Mình không hiểu là mẹ nói cái gì, mình cứ nói hả? Mẹ nói gì mẹ? Sao mẹ cô cứ nói lại, cô nói lại cái câu nguyên đó là sao? Là sậu, nói tới nói là bỏ sậu vào trong nồi mà luộc. Thì con hắn hiểu. Con hắn cứ xa xa vân vân thế này, không biết mẹ nói cười nhưng mà con hiểu. Thì ông chồng tối mình đi qua mới nói ra. Mẹ mới nói rồi thì con ăn hiểu chi, nói ngô, ngô con ăn mới hiểu. Lấy cái sậu bỏ vô cái nậu. Cái nồi đi lọt, nghĩa là lấy bắp bỏ vào nồi đi luộc. Cái lọt. À. Có bao giờ mẹ nói mà em hiểu sai ý mẹ không? Dạ cũng có chị, mẹ kêu là con tới cái lộ đó con lấy cái xéo. Thì mình lại không hiểu là cái gì mà mình cũng không dám hỏi lại. Vì nhiều khi hỏi lại, ơ con này mình nói đâu không hiểu thì không dám hỏi, cứ đi tới đi lui. Mẹ kêu lấy gì mẹ, con lại cái lộ đó con lấy cái xéo. Xong thằng em nó mới nghe kêu là chị tới cái chỗ đó, cái thùng đó, lấy cái bịch cho mẹ, lấy cái túi cho mẹ. Thì mình mới đi tới, mình lấy, mình đưa cho mẹ. Thì lúc có chồng em rồi thì chồng có thể phiên dịch được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, khoảng 2 tuần sau anh ông xã em về thì ông xã bắt đầu phiên dịch. Rồi hai mẹ con mình có đồng quan điểm về cách chăm sóc hay là cách ở cữ của mình không? Còn về việc chăm em bé thì cũng không có cái... Mình lần đầu mình có em bé nữa mà cũng sợ, không dám nói nữa. Cứ thấy cái gì được thì cũng alo cho chị hai ở nhà, hỏi là em bé như thế này thì chăm sao. Bởi vì lúc đó là bé nhà em là bị tắc tuyến lệ. Nó mới có 5-6 ngày thôi nhưng bị tắc tuyến lệ là ảnh sưng hết con mắt luôn, ảnh gây ra là viêm kết mạc. Nhưng mà mình kêu ba mẹ là đi khám, nhưng mà lúc đó ba mẹ là kêu là mới có non ngày nên là sợ ra ngoài là gió máy, cho nên là cứ gọi hỏi người này người kia là kêu là nhỏ sữa mẹ vào là sẽ hết. Thì lúc đó mình lại không dám nhỏ, mình kêu là con không có dám nhỏ. Thì lúc đó thì có chị hai mình gọi vào thì cũng kể, xong chị hai nói là đừng có nhỏ sữa rồi vậy nha. Cái tự nhiên không biết sao lúc đó chắc là tâm lý của phụ nữ sau sinh hay sao là em khóc nức nở luôn anh. Vừa tuổi thân mà vừa nhớ nhà rồi nhớ chồng nữa, cảm giác mình đi đẻ một mình. Mặc dù cũng có ba mẹ theo, có gì có mợ theo nhưng mà cũng hơi tuổi thân một chút xíu. Đó, lúc thấy con dâu khóc thì cô cảm nhận sao? À, con dâu khóc thì tôi cảm thấy thương nó. Tại vì là bởi vì nhà mà có mẹ đẻ thì nó về nhà mẹ đẻ rồi, chứ không phải là về đấy thì nó giờ cho tụi. Cô cũng vẫn biết là cháu tụi, cháu khóc. Thế chắc cô cũng chỉnh thương mình cứ để trong bụng rồi đồng viên cháu rồi đó. Nghĩ cái cảnh mà làm dâu mà ở ngoài Bắc chắc khó lắm đúng không? Thì mình cảm thấy là mình may mắn khi mà có mẹ. Thì mẹ ở bên mẹ đồng hành, bởi vì trong cái thời gian mà em sanh á, nhớ mẹ mình là một phần, nhưng mà có cái sự đồng hành của mẹ đây là mẹ chăm em từ A tới Z luôn. Có nghĩa là cái thời gian mà nằm trong bệnh viện á, những cái việc mà đi lại của phụ nữ nó cũng khó khăn. Thì mới sanh xong mà em sanh thường thì việc mà tắm rửa là mẹ là người làm cho em hết. Rồi khi mà về nhà ở cữ á, ngứa gội đầu hay là đi tắm thì mẹ cũng là người vào nhà tắm, mẹ dội từng ca nước cho em luôn. Thì là mình may mắn là có được cái sự đồng hành của mẹ. Có bao giờ em khóc với mẹ vì điều đó chưa? Dạ mình cũng, em cũng là người mà
em không có thể hiện cái tình cảm. Ví dụ nhiều khi mẹ vào đây nè, mình biết là mẹ buồn, mẹ nhớ nhà, nhưng mà mình cũng kiếm cái gì đó, mình không có dám nói trước mặt mẹ là ờ mẹ ơi mẹ buồn. Hay nhiều khi mình cũng nói vu vơ đang ăn, à mẹ cố vui nha, mẹ ráng ở với cháu, hoặc là gọi về cho ba nói là ba cho mẹ vào chơi với cháu 2 tháng nha, ba ráng 2 tháng không có mẹ ở bên nha. Thì cũng chỉ nói vu vơ như vậy thôi, chứ cũng không có nhiều thời gian để mà gọi là mình chưa phải là mở lòng mình ra để mà mình ngồi mình tâm sự với mẹ, để mà mình cảm ơn mẹ về cái điều đó. Vì em may mắn khi mà có được một người mẹ như thế luôn. Cô vào Sài Gòn thấy vui không? Ra Sài Gòn thấy vui. Bây giờ mình phải chăm sóc cho cháu cho nó lớn chút xíu rồi mới về ngoài kia đúng không? Hay là chuẩn bị chừng nào về? Thì nói chung là bữa nay đến Tết, Tết là về. Tết là về. Tết là cháu được mình nó gần mình nó đó, có mấy ngày nên là mình nó. Rồi cái cách chăm con đó, rồi mẹ chồng chăm hay là con dâu chăm? Nói chung là con dâu gần dần đi, mẹ chồng làm cho cháu ăn. Cho ăn lúc mày dơ đi, mẹ cứ theo rồi mẹ cho ăn. Em thường nấu sẵn để đó là mẹ cho, nhưng mà ví dụ như nhiều khi em cũng nói là mẹ ơi mẹ cho cháu ăn, mẹ đừng có cho nó xem điện thoại. Thì nhưng mà nhiều khi cái mình đi làm mình không có nhà là mẹ ngồi là mẹ bữa nào mà bé nó không ăn được nữa là mẹ cứ mở điện thoại lên mẹ cho bé ăn. Có bữa thì mình cũng về, mình đang về là mình thấy mẹ đang cho ăn mà không có ngồi trên cái ghế ăn mà nội ẩm đi trong nhà, là lúc đó bé nó quấy mà nội lại sợ cháu đói thì nội cứ cố gắng là đút cho em ăn. Thì mình mới nói là mẹ ơi mẹ đừng có làm như vậy, nó quen á, mẹ đừng có làm như vậy. Nhiều khi nói vậy nhưng mà nhiều khi mẹ cũng cười mẹ kêu là à con dâu nó nuôi sao chỉ mình như thế nào thì mình làm như vậy. Nhiều khi em cũng sợ làm như vậy là phật ý mẹ, mẹ không hài lòng, đó là tao nuôi ba mặt con này mày mới có một đứa con mà. Sau 10 tháng là mà làm dâu như thế đó thì cô có muốn con dâu thay đổi điều gì, hay là có điều gì muốn góp ý con dâu, hay là những chuyện gì con dâu chưa tốt với mình hay không? Thì nói chung là con dâu thì về nấu nướng là bố chồng là khen ngon này. Giờ tốt rồi. Cách ăn mặc về quê là kín đáo này, nói chung là cũng hờ hàng này. Việc là ngủ dậy trưa, nói chung ai đến hỏi là rợt ráng ở chỗ con dâu mô. Thì tôi mới trả lời với họ là chắc cả đêm anh mệt mỏi cho anh ngủ nha, dậy thì cũng có việc chi để cho anh ngủ cho thoải mái. Có mong muốn con dâu thay đổi gì không? Cảm ơn con dâu là thay đổi là về quê là ai đến câu cô chú bác chỉ đến chơi á là chào một tiếng cho to cho vui cho niềm nở. Phần thứ hai nữa là ba mẹ cũng mong muốn là con dâu là kính trên dương dưới, yêu thương cha mẹ. Phần thứ ba nữa là yêu thương chồng con để cho thành một gia đình là hạnh phúc. Hôm nay chị đến đây thì chị có mong muốn ở mẹ chồng điều gì không? Hầu như chắc mẹ với em thì cũng hợp nhau, không được 100% thì cũng được 80% về mọi thứ rồi. Thì ví dụ như ở đây thì không có muốn mẹ thay đổi gì hết, mẹ cứ giữ nguyên như vậy đi. Nhưng mà ví dụ như có cái gì mà ở với con mà con không phải thì mẹ dạy bảo. Ví dụ gì trên cái hành trình mà làm dâu với mẹ thì mình chưa có được cái sự gọi là chỉ dạy của mẹ ruột, bởi vì chưa kịp thì mẹ cũng đã đi á. Thì ví dụ mẹ có chuyện gì hay là có cái điều gì không phải thì mẹ dạy bảo, bởi vì con cũng ở với mẹ cả đời sau này. Thì có gì không phải thì mẹ nói để mà con thay đổi để tốt hơn, chăm sóc gia đình tốt hơn. Cảm ơn cô rất là nhiều hôm nay tham dự chương trình. Chỉ mới có 10 tháng thôi, một chặng đường nó cũng quá gần, nó còn xa nữa, xa nhiều lắm. Hy vọng rằng ta sẽ bổ sung với nhau, chia sẻ nhau nhiều hơn. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình, chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cô con dâu này cũng rất là thông minh, cũng rất là nhanh nhạy. Hy vọng là cái sự kết nối của em với mẹ chồng nó sẽ gắn chặt hơn nữa ha. Em cảm ơn anh Quyền Linh. Rất là chủ động luôn đó.